lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề đoàn đời dự đạo theo Phật Pháp, làm lành cùng Pháp giới, chúng sinh cầu Phật từ giác hồn. Tâm Bồ Đề kiên cố, chỉ tu học vững bền xa bề khổ, muộn mê chẳng quay về bờ giác. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 9 năm 2018, đệ tử chúng con vẫn tập tại nhà hàng Ha Vết môn thành tâm trì tụng kinh chú sinh tán hồng danh niệm Phật. Hương nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thần Tăng, Thùy Từ Quán Giang Đạo Tràng chứng minh gia hồn. Cho đệ tử chúng con thành tâm thiên lễ gây quỳ nhân mùa Vu Lan Thắng Hội, xây dựng tu viện đạo viên được thành công viên mạng. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Phần chúng sanh thân thường rộng lặng, đạo cầm thống không thể nghĩ bàn. Lưỡi để cho vi đạo trang mười phương, Phật bảo hào quang sáng ngời. Trưởng bảo tòa thân chúng con ẩn hiện, cúi đầu xin thề nguyện quy tâm kinh lễ tầng hệ không biển quang giới qua hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thâm tăng thương trụ tam bảo. Nhưng tâm kinh lễ ta ba giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, đại trí văn tu sư Lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Nhân tâm kinh lễ Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, đại Thế Chi Bồ Tát, đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thân tình đại hại chúng Bồ Tát. Kiên ở trường vâng
Thiền
xa ngã thủy chứng tám hiền nề vạn loài hữu tinh đến thập địa nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát trì tụng kinh tâm diệu văn phạm vương đệ thích tứ thiên vương chúng thiên đông bạc bồ hồ pháp thiên thần đồng thủy quang giáng đạo tràng chứng minh gia hồn. Hôm nay đệ tử chúng con thành tâm trì tụng kinh chú a nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ an cho tất cả thiện nam tín nữ khắp nơi được tai ất tiêu trừ oán kiến dứt sạch nghiệp chướng bảo chướng phiền nào chướng tiêu trừ trí tận thường minh bát nhà hoa khai đạo tâm tăng trường. Lại nguyện hồi hướng công đức kỳ siêu cầu hiện thất tổ thân thể phù màu quả cổ chư hương linh liệt về chiếm sĩ trần vong đồng bào từ nạn thập loại cố hồn đằng đằng thừa tam bảo lực lai tổ phật tiên thịnh và văn kinh tốc xả mê đồ siêu sinh tịnh đồn phổ nguyện ân sư huẩn dục phù màu sinh thành đàn na tịnh thị công phu công quả tăng ít phước điên pháp giới chung sinh tình dự vô tình đều trọn thành phật đạo. Nguyện đem công đức này hướng về tăng cả buổi lễ đã xong, xin mời đại chúng ngồi xuống.